ba mẹ, con đợi ba mẹ cả ngày trời rồi đó. Trời cưng. Con gái này à, con lên phòng chơi đi để mẹ bàn chuyện với cô Thế một xíu nha. Thôi, con đợi ba mẹ cả ngày rồi đó. Với lại á, là hôm nay con có một món quà dành cho ba mẹ. Chà, nay con gái đã có quà cho ba mẹ hả? Dạ. Ta-da. Ba mẹ có nhớ là ba mẹ hứa gì với con không? Mua xe đạp mới đúng không? Sao quên được? Không có phải. Ba mẹ nói là con được học sinh giỏi, là sẽ dẫn con đi du lịch cuối tháng này. Cuối tháng này mẹ con có dự án phim rồi, quay hết 3 tháng hè luôn. Chúc mừng con nha. Sau dự án này á, mẹ con sẽ có rất là nhiều tiền để mua quà cho con đó. Ủa gì kỳ á? Con gái nè, con cũng biết là công việc của ba mẹ bận đúng không? Cái dự án này cũng mới tới gấp qua cho nên mẹ cũng chưa sắp xếp được thì thôi. Có gì thì tới cuối hè ba mẹ bù cho con sau đúng không? Ba mẹ gạt con thì có đó. Con nè, con lớn rồi mà không có nhỏ đâu cho nên không có nũng nịu nhõng nhẽo nữa nha. Tay con bị sao đây? Kệ con, ba mẹ có quan tâm đâu mà hỏi. Hân! Hân! Em hỏi lại đây để coi nó sao. Ồ, Hân! Tính ra nãy em đang nghĩ gia đình chị hạnh phúc lắm luôn á. Giờ mình không biết làm mẹ thì chị học theo em nè. Đây, để em hướng dẫn cho chị bài học đầu tiên là người sẹo cho con. May cho chị là hôm nay em có mang theo Hiroshka Kit. Chị chỉ cần sức 3-4 lần một ngày, trong vòng 2 tuần thôi là chị thấy nó cải thiện liền luôn. Tại vì ở trong đây nè có hoạt chất MBS điều tiết sản sinh collagen, làm cho đầy sẹo lõm và giảm sẹo lồi. Mà ngoài ra còn có chiết xuất yến mạch sẽ làm giảm ngứa với lại làm dịu da nữa. Nên khi nào mà bé Hân có bị côn trùng cắn chị sức lên được luôn. Vậy là xong bài học đầu tiên rồi đó. Để mấy bữa sau em chỉ thị thêm mấy bài làm mẹ tiếp theo nữa. Hân à, mở cửa cho ba đây con. Đừng có giận nữa mà, khổ quá. Cái gì trong gương? Ủa, hồi nãy con nhớ là có nguyên một cái con người ở trong cái gương, cái mặt nó dài nè. Đâu có con gì đâu con. Trời ơi, sợ lắm. Con đang la cái gì vậy? Thấy cái gì trong gương rồi nó sợ mà đâu có gì đâu. Thôi được rồi, lại đây để mẹ xem thử cái vết thẹo coi nào. Ừ, cho ba coi coi. Ủa, cái này đâu ra vậy? Cái này cô Tuyết mới đưa em á, Hiroshka Kiss này chị sẽ cho trẻ em á. Để bôi cái này cho mau lành ngay rồi ba mẹ đưa con đi chơi nha. Vậy thì chừng nào mới đi vậy mẹ? Khi nào mẹ con quay phim xong rồi mình đi ha. Vậy thì cũng đâu có được. Cô Tuyết nói là mẹ quay tới 3 tháng. Mà lúc đó là con vô học rồi, sao mà đi? Thì hè này không đi được thì hè năm sau mẹ đưa con đi. Ủa gì kỳ vậy? Ba thấy chưa, nãy con có nói mà. Không có gì đâu con. Ba, không sao, có mẹ ở đây rồi mà. Đừng sao vậy? Cửa sao nó anh mở không ra luôn nè. Cái gì vậy ba? Ảnh hưởng đến mức máu của các bạn đâu. Máu gì? Ồ, bé da Hân đã bị trầy à. Da Hân? Hãy dùng Hiroshka Silicone Pro để trị cái này nhé. Chào mừng gia đình các bạn đã đến với thế giới trò chơi Fimila của ta. Ha ha ha. Gia đình. Ba hả? Mày là gái tao hả? Con nè. Em Gia Linh à. Đừng giỡn nha. Không, mẹ không có như vậy đâu. Ghê quá à. Anh Bảo. Đừng nha. Con gái mẹ nè. Mẹ thương mấy chị. Mẹ con không phải vậy đâu. Chú ơi,
Nhìn lại cái hay rồi đi. Em cũng đâu muốn em vậy đâu. Này là sao vậy? Gia đình các bạn đã may mắn được tham gia vào game của chúng tôi. Và bây giờ để thoát khỏi đây, mọi người sẽ phải trải qua các vòng thi. Khi chiến thắng thử thách, mọi người sẽ được thoát khỏi. Còn nếu không thì sẽ được ở lại đây cùng với ta đến suốt đời. Ủa là chơi trò chơi hả? Đúng rồi. Yeah. Nhưng mà mắc gì ta lại trong hình hài này chứ? Tại vì ở đây ta không có nhân vật nữ. Tụi tôi đâu có rảnh đâu mà chơi, nhà còn biết bao nhiêu việc nữa. Đúng rồi. Ba chơi chút xíu thôi. Chơi cái gì mà chơi? Tôi không phải về đóng vai mỹ nữ thổi kèn kìa. Bây giờ có chơi hay là không? Không. Được thôi, vậy thì các người sẽ ở đây vĩnh viễn. Chơi lẹ lẹ đi. Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi đầu tiên có tên là thử thách nói dối. Ôi, này dễ. Này nghề của tôi luôn á. Đứa nào nói dối sẽ bị trừ một vạch máu trên tay. Nếu bị trừ cả ba vạch máu, các bạn đã may mắn được ở lại đây với tôi suốt đời. May mắn gì mà may mắn? Ủa mà trò chơi thử thách nói dối thắng chứ sao nói dối thì thua? Tiền thân của trò chơi này có tên là thách mày nói dối. Cho nên là ai nói dối thì người đó sẽ bị thua. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Câu hỏi đầu tiên dành cho cô. Đó giờ có ngoại tình chưa? Thật. Ngoại tình là gì vậy ba? Con còn nhỏ chưa biết đâu. Trả lời nhanh đi tới anh nè. Trả lời nhanh đi mẹ. Tưởng game gì khó, game tào lao. Ủa dễ lắm ba. Hỏi trả lời câu hỏi được không? Dạ. Sao không trả lời mà đổi câu hỏi? Sợ em nói anh buồn. Lạp. Hồi nào? Cách đây mấy ngày. Cách đây mấy ngày? Với ai? Chị Như Quỳnh Phương. Gần nhà luôn. Không ngờ. Tôi không ngờ cô làm người như vậy. Nghĩ nó không có quan trọng lắm. Cái chuyện này mà không quan trọng hả? Xin lỗi. Đừng có nói gì nữa hết trơn á. Trả lời đi. Trả lời đi. Trả lời đi. Có. Tè tè. Đây là một câu trả lời sai. Ủa? Ngoại tình trên phim không được tính. Ủa vậy? Là đóng phim ngoại tình nữa hả? Em đóng phim, em làm kế Quỳnh Phương, thấy có lỗi với chồng. Có gì đâu mà không trông trông. Sao nghe? Tưởng không có bỏ qua được, biết anh đi làm cực khổ. Đưa cái tay đây. Sai không? Là... mất một vạch máu. Ủa? Câu hỏi số 2 dành cho anh. Câu hỏi có nội dung như sau. Hỏi ổng cái câu y chang tôi á, tôi cũng muốn biết là ổng có ngoại tình không. Ủa? Ba chưa trả lời, chưa hỏi mà. Câu 3 dành cho bé Gia Hân. Gia Hân đã bao giờ nói dối ba mẹ chưa? Dạ chưa. Tè tè. Đây là một câu trả lời sai. Ba mẹ có dạy con là không được nói dối với ba mẹ mà. Con xin lỗi. Đúng rồi, chửi nó đi. Nó nói dối nhiều lắm. Nó nói dối là đi học vui lắm. Nó nói dối là ở trường bạn bè chơi với Gia Hân vui lắm. Nó còn nói dối là ba mẹ cứ đi làm đi, con ở nhà chơi một mình vui lắm. Đánh nó đi. Đánh nó. Đánh đi. Đánh đi mà. Gia Hân. Dạ. Ba mẹ xin lỗi nha. Mẹ không có quan tâm đến con. Mày mốt có gì phải nói cho ba mẹ biết đó. Ủa sao không đánh? Chuyện gia đình ta, hỏi làm gì. Gia đình kỹ rồi. Đưa ra đây coi. Mất một vạch. Rồi, bây giờ qua vòng 2 đi. Hy vọng là sẽ có đánh lộn gì đó. Chào mừng các người chơi đã đến với vòng 2. Các người sẽ được đối đầu trực tiếp với zombie. Ôi, sợ nha. Zombie sợ lắm á. Ê, kìa. Không chơi đâu, không chơi đâu nha. Cái này chơi không được nha. Cái này chơi không được nha. Zombie, chuẩn bị vô đội hình. Dạo này tụi mình chơi đua thuyền trên cạn. Là sao? Người đằng sau sẽ để chân lên đùi của người đằng trước, tạo thành
một con thuyền và chúng ta sẽ dùng tay để chèo về phía trước. Đội nào về đích trước tiên sẽ là đội chiến thắng. Nếu gia đình các người thua cuộc, các người sẽ bị mất một vạch máu. Được, được, chơi cái này được, chơi cái này được. Chuẩn bị. Xí, khoan đã. Tại sao lại có bên 4 zombie? Đợi xíu. Hỏi ý, cái. Ủa? Bây giờ là người ta khiếu nại không có công bằng. Giờ chơi nhiều ra ít bị đi, ai mà thua thì về nhà rồi bữa sau qua chơi nha. Bà này thua. Thôi đừng có giận mà, bữa sau ta chơi. Đủ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi. Mời mọi người vô vị trí. Chân. Tất cả sẵn sàng. 3, 2, 1. Quyết. Cố lên zombie. Cố lên. Ráng thắng đi, về ta cho lên treo lên. Bây giờ cái này là phải theo nhịp. Mẹ mới ngồi lên một khúc cây. Bây giờ con đếm 1, 2, 3 nha. 2, 3 là 2, 3 muốn kết quả đi chứ. Thì bên này thắng đi. Yeah. Ủa vậy hả? Thua. Thua thì bị phạt đi. Phạt gì? Bên đó có mất máu không? Quên, bên đó zombie mình sao có máu được. Não còn không có nữa. Não còn không có ốc, ta gọi là ốc chó. Cha mà không biết vậy con khiêm tốn, nếu nó chửi người ta cắn, mất một vạch máu. Ba nhà ngươi bây giờ đã bị nhiễm độc của zombie. Hả? Và bây giờ sẽ là cơ hội để các ngươi chữa độc. Ta sẽ đưa ra một câu hỏi. Nếu các ngươi trả lời đúng sẽ nhận được khúc giải. Hỏi đi. Câu hỏi của ta là: con mèo tam thể có mấy chân? Có mấy chân? Dễ mà. Ta chưa nói xong. Người nào trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được nhận hũ thuốc giải. Chỉ có một mà thôi. Ủa sao không có ba lọ mà có 1 lọ? Tại sao phải có 3 lọ? Trong khi mục đích của ta là muốn chia rẽ các ngươi. Ta muốn nhìn gia đình các ngươi tan đàn sẽ nghé, giành giật nhau. Nào, bây giờ ta sẽ đếm từ 1 đến 3. Ai giơ tay trả lời trước thì người đó sẽ có quyền được sống. 1 2 ba. Xin mời người cha thăm sống sợ chết. Con mèo tam thể có 7 chân. Hả? Tè. Đây là một câu trả lời sai. Cơ hội còn lại cho 2 người. Ai giơ tay trước? Xin mời ba mẹ. Con mèo tam thể có 14 chân. Tại sao 14 chân? Mẹ. Bé Gia Hân, cơ hội còn lại cho con đó. Con có muốn rời khỏi đây không nào? Con mèo tam thể có mấy chân? Mèo tam thể có 8 chân. Dưa hai lần chi vậy tôi một người chứ. Thật ra con biết mèo tam thể có 4 chân. Nhưng mà con về một mình thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Ở đây có ba có mẹ. Rồi ba mẹ cùng chơi với con nữa. Hạnh phúc hơn. Vui hơn. Gia Hân cho mẹ xin lỗi nha. Ba mẹ ngay từ đầu đã không lo lắng cho con, quan tâm con. Suốt ngày chỉ có công việc thôi. Bây giờ ba mẹ cũng không muốn tham công tiếc việc nữa. Nếu muốn con được sống tiếp, được vui vẻ, hạnh phúc với bạn bè, con trả lời lại đi. Cho con bé trả lời lại nha. Được thôi,
Nếu cái người đã năn nỉ như vậy thì ta sẽ cho con cơ hội cuối cùng. Nào, trả lời lại và con sẽ được về nhà ngay lập tức. Mèo tâm thể có 8 chân. Nó lì ghê luôn á ta ơi. Ủa là tự nhiên giờ gia đình không ai về ở lại đây bên nhau vậy hả? Cũng chịu về đó. Tự nhiên hết vui rồi. Chán quá à. Rồi về đi. Em ba bị gì vậy? Tôi cảm thấy nọc độc zombie đang chảy trong người. Zombie ta làm gì có độc? Chờ chút, dạ không, mẹ chờ chút. Ta chỉ muốn thử lòng các ngươi thôi. Ta muốn là các ngươi tranh giành sự sống, chia rẽ nhau. Ai dè các ngươi đoàn kết như vậy. Thôi chán quá, về hết đi. Là không có phải ở lại ở đây hả? Cả nhà được về hết hả? Mà khoan đã. Tuy rằng zombie không có độc, nhưng nó cũng cào mặt tôi lên sẹo mất tiêu rồi. Nếu mà nhà ngươi muốn hết sẹo á, thì hãy dùng Hiruka Silicon Pro. Nó sẽ giúp đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương, điều tiết sản sinh collagen, cho nên là sẽ nhanh mờ sẹo. Nhớ là dùng 2 lần mỗi ngày đó. Tiết cho mẹ đi con. Nè, mặt mẹ. Tới giờ mà gia đình còn đoàn kết nữa. Xí. Ví dụ mà mình về được với cái thế giới của mình rồi, đâu có đem cái thể xác này về đúng không? Phải không? Đúng rồi. Tính ra tôi rảnh quá à. Tôi lo nhân vật này chi vậy trời. Cũng mẹ không. Thôi, bây giờ làm sao để về nè? Thì giờ ba người nắm chặt tay nhau rồi hô gia đình văn quá đi rồi về. Nè. Không lưu luyến gì tôi hả? Gia đình văn hóa. Ôi, quá trời rồi nữa. Chơi ba vui không? Dạ vui. Vui mà đuổi quá ngang. Ba nè, anh thấy cây nè. Mẹ ở đây đẹp quá hả mẹ? Chỗ này không gian thoáng đãng ha. Cái chỗ này mà xây dựng lên mấy cái nhà. Ủa ba, ba hứa là hôm nay không nhắc tới công việc rồi mà. Ba giỡn đó, ba chọc con thôi chứ sao mà ba quên được. Mình nhắc tới công việc là nhớ cái vụ công trường nha. Ủa ba. Không, cái này ba nhớ thiệt. Mà con nhớ cái vụ mà ba người chúng ta lúc mà trở về thực tại không? Để nhớ. Ba cứ thắc mắc hoài á là tại sao mẹ với con rớt trở vô lại ngôi nhà, còn ba rớt ngoài công trường. Không hiểu nữa. Thì bữa đó anh nói là anh bận gì công trình gì đó, cho nên là cái game nó nghe được thì nó đưa cho anh tới công trình luôn, cho đỡ mất công, đỡ tốn thời gian di chuyển chứ làm sao. Mà ví dụ mà rớt trúng cái bãi cát hay cái gì cho nó mềm mềm dễ chịu xíu, rớt ngay nguyên cái sản luôn. Nè. Nhìn bực không? Nè, đưa tay đây em xoa cho. Mà công nhận nhờ cái Hiruka Silicon Pro này mà mau lành dữ ha. Mà không chỉ là Hiruka Silicon Pro đó ba, mà còn Hiruka Kiss nữa. Nó giúp con mờ sẹo hẳn luôn nè. Con gái tôi đẹp hoàn hảo luôn. Thôi, rồi mình ăn gì đây? Quên nữa. Bữa ở trong game á, cái câu mà người ta hỏi là anh đã bao giờ ngoại tình chưa đó. Rồi sao anh không trả lời? Là anh có ngoại tình đúng không? Đâu có. Thật ra đó giờ anh làm diễn viên mà em không biết á. Cái gì? Anh có làm diễn viên hồi nào? Trước khoảng khoảng lúc đó em chưa biết không. Hello mọi người, quả là một tập phim thiệt là ý nghĩa về tình cảm gia đình đúng không nè. Đã là các thành viên trong gia đình á thì chúng ta nên yêu thương và quan tâm lẫn nhau nha. Vậy mà hồi nhỏ tôi hay cướp học trốn đi chơi hoài. Làm buồn lòng ba mẹ quá trời.
Nhà ai mà có con nhỏ thì nên chuẩn bị cho mình một cái tip Hiruscha Kit này để phòng ngừa các bạn nhỏ bị côn trùng cắn hoặc là khi đi chơi bị té say sát thì chúng ta có thể dùng này. À vậy là nhà anh Thái cũng có đúng không? Có chứ. À, còn đối với người lớn á thì đã có Hiruscha Silicone Pro dành cho sẹo mổ, sẹo lồi, sẹo phi đại nè, đúng không anh? Đúng 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 đúng. Các bạn có thể tìm mua các sản phẩm trên các trang thương mại điện tử như là Shopee, Tiki, Lazada, TikTok Shop, các chuỗi nhà thuốc cũng như hiệu thuốc trên toàn quốc và các cửa hàng mỹ phẩm đó nha. Bye bye mọi người. Nhớ like và subscribe nha. Mình quay thanh đen đi. Cách. Rồi quay. Quay anh em ơi. Quay đây, hỏi lâu không cho. Thôi rồi. Hey. Cáo nữa mà. Rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái lòng bận đó. Lâm chưa vô mà. Bỏ lòng. Hả? Rồi này. Rồi đại diện nha mọi người ơi. Đại diện quảng cáo nha. Ôi nhìn thấy không ta? Dinh đại diện nè. Nhìn thấy đại diện quảng cáo nè. Vâng, các bạn ăn cứu lựa. Cho ngõ ngồi chờ nãy giờ. Rồi xíu rồi xíu. Thì trong kịch bản có một cái đoạn là mình giả làm công chúa cho mấy người đó giải cứu. Nhưng mà mấy bạn đó tự sửa kịch bản mà không thèm nói mình biết để chơi mình một pha gọi là mặc đồ công chúa nãy giờ ở vòng vòng ngoài đường. Hên là chưa đi vòng vòng á, chúng nó cười chắc cười xỉu à. Chắc à, đúng là phát TV không có gì mà gọi là phía trước được, rất là nhiều bất ngờ. Đưa đậu phụ á.